Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh LTK Bonsai. Hôm nay mình đến vườn kiển của anh Nghi ở xã Phong Hòa, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Có một lô khí gân cần vô lưu với bà con cô bác gần xa, mong cô bác gần xa xem kênh và ủng hộ. Tiếp tục là cây đầu tiên của em là cây số 1, anh em mượn bà chị và đo giùm em. Rồi, đo giùm em cây số 1 của bà chị ơi. Rồi, nó cái hoành giùm em đi. Cái hoành là 26. Rồi, 26. Chiều cao là 85. Rồi, chiều cao 85 luôn. Mã số 1 với giá là 400.000 bao ship toàn quốc nữa chị. Số điện thoại là 0985868600 nha quý vị. Rồi, đó thôi. Rồi, tiếp tục là mã số 2 nha anh em ơi. Mã số 2 cũng là khí gân bình minh luôn nha anh em. Giá chỉ có 400.000 thôi nha anh em. Bao ship toàn quốc luôn nha anh em ơi. Rồi, cho cái hoành luôn chị ơi. Cái hoành là 25. Rồi, hoành là 25 nha anh em. Chiều cao là 83. Mã số 2 có giá là 400.000 bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi, ngưng nổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 3 cũng là khế găng anh em. Khế này là siêu bông mà cũng là siêu trái luôn anh em ơi. Thấy nó có ra đọt non vậy là nó già lại là bắt đầu nó có trái đấy nha anh em. Cái hoành là 23. Rồi. Chiều cao là 78. Rồi, cho giáp vòng. Mã số 3 có giá là 500.000 bao ship toàn quốc hay gì? Rồi, đổi phôi. Rồi, tiếp tục mã số 4, giá là 400.000 nha anh em. Rồi, quay cho giáp vòng luôn chị ơi. Hoành 20. Rồi, hoành là 20. Chiều cao là 79. Rồi, cho giáp vòng luôn chị ơi. Mã số 4 có giá là 400.000 bao ship toàn quốc. Cây này rất là già cây nha anh em. Nó, cái loại khế này nó già cây chừng nào thì bông nó nhiều chừng nấy nha anh em. Bông dưới trái nó đậu mới mạnh nha anh em, hơn cây non. Rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 5 nha anh em ơi. Mã số 5 cũng là cái gân bình minh nha anh em. Cái này rất là dài cây nha anh em. Mã số 5 giá chỉ là có 950.000 thôi nha. Cái hoành gì là 47. Rồi, một cây đại diện luôn chị ơi. 30. Chiều cao là 77. Mã số 5 có giá là 950.000 nha mấy chị. Cây này là nó người ta ép nó dính nhau cái chân nha anh em. Rồi dễ này khó đặt nha anh em. Nó dính nhau hết rồi. Cây này nói chung rất là già, cây quái không anh em ơi. Rồi. Rồi, tiếp tục là mã số 6 nha anh em. Có giá là 2.100.000, cặp này cặp song long nha anh em ơi. Nó giống như hai con rồng nhỏ trên sạc xuống nha anh em. Này còn gọi là dáng long nữa nha anh em ơi. Cây rất là già cây. Này nó liền nha anh em, này nó liền, liền khối nè. Đế rất là đẹp rồi, qua giáp vòng chưa ai. Này nó liền nha anh em, nó liền, liền chứ không phải là hai cây gời nha anh em ơi. Cái hoành là 30. Rồi, hoành là 30. Chiều cao là 1m32. Rồi, cho giáp vòng chưa ai. Mã số 6 có giá là 2.100.000 bao ship toàn quốc nha anh. Này rất là già nu mà nó lòi lòi hết trơn nha anh em. Cái này rất là dài cây, đế rất là đẹp. Giá chỉ có 2.100.000 thôi anh em. Một cặp dáng long. Rồi, đổi phôi. Rồi, tiếp tục mã số 7 anh em ơi. Mã số 7. Giá mã là số 7 có giá là 1.000.000 đồng bao ship toàn quốc anh chị. Cái này rất là dài anh em. Đo nguyên cái cụm nhỏ gì là 57 nha mấy chị. Rồi. Một cây là 28 nha gì. Chiều cao là 95. Mã số 7 có giá là 1.000.000 đồng bao ship toàn quốc nha gì. Cái này đế rất là khủng anh em. Vừa vừa từ từ chứ ơi. Quay cái đó cho ta xem nữa. Rồi.
Rồi tiếp tục mã số 8 có giá là 350.000 nha anh em. 350.000 cũng là khí găng luôn anh em. Bên em bán luôn là lỗ khí găng anh em. Cái hoành là 22. Rồi hoành là 22 anh em ơi. Chiều cao là 71. Mã số 8 có giá là 350.000, bao nhiêu còn có cái gì? Rồi đó rồi. Rồi tiếp tục mã số 9 anh em ơi, có giá là 450.000 nha anh em. Mã số 9 cũng là khí găng anh em. Này nó siêu bông rồi nha anh em. Đấy, nó ra bông ra đọt như là bắt đầu nó ra bông nè. Cái hoành là 28. Rồi hoành là 28 anh em ơi. Chiều cao là 66. Mã số 9 có giá là 450.000 nha anh em. 450.000 bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Số điện thoại của em là 0985868600 nha anh em. Rồi đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 10 anh em ơi, có giá là 800.000 nha anh em. Cây này có chân cành sẵn nha anh em ơi. Mã số 10 giá là 800.000. Dữ lắm nó luôn nha anh em. Cái hoành là 34. Rồi hoành là 34 anh em ơi. Chiều cao là 1m17. Mã số 10 có giá là 800.000, bao ship toàn quốc nha cái gì? Số điện thoại Zalo là 0939 0985868600, có Zalo luôn nha cái gì? Rồi đó thôi. Rồi, tiếp tục mã số 11 anh em ơi, mã số 11. Có giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc nha cái gì? Này cũng là một cặp song long nữa nha anh em. Mã số 11 có giá là 1.500.000 cái gì? Rồi, cho tổng hoành đi. Cái chiều dài gì? Chiều dài gì là 41 cái gì? Rồi, tổng hết hai thân này. Hai cái thân là 57. Rồi, một cây đại diện luôn. Cây đại diện là 30 cái gì? Chiều cao lùng quá là nhiều quá vậy. 1m31. Rồi, chiều cao là 1m31 anh em. Mũng một cặp song long luôn anh em. Số 11 có giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc nha cái gì? Cây của em là luôn là rất là già cây nha anh em. Số điện thoại là 0985868600, không có Zalo luôn nha cái gì? Rồi. Rồi, tiếp tục mã số 12 có giá 1.300.000 nha anh em. Cây này có cái dáng nghiêng rất đẹp nha anh em ơi. Có một cái dáng nghiêng rất là đẹp cây. Cây rất là già. Rồi cho xin hoành luôn chưa. Cái hoành là 31. Rồi hoành 31. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 1m40. Rồi chiều cao là 1m40 nha anh em. Mã số 12 có giá là 1.300.000, bao ship toàn quốc nha cái gì? Chỉ 1.300.000. Cây này cây cành cái dáng nghiêng rất đẹp nha anh em ơi. Cây này nó được cái là nó già, cây là nó dễ có trái này nha anh em. Trái của nó rất là siêu trái. Cây này rất là siêu trái nha anh em ơi. Cái gần. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 13 nha anh em ơi, có giá 1.700.000 nha anh em. Cây này một cây bay nha anh em. Cái này thích hợp cho anh em làm mấy cái tác phẩm qua cái nghệ thuật đá là tiểu cảnh luôn nha anh em. Một cây có cành bay rất là đẹp luôn. Giá chỉ là 1.700.000 thôi. Rồi, cây này rất là già cây nha anh em. Thấy vậy chứ. Dữ lắm mình thấy anh em thấy đầu già cây nè. Cái hoành là 36. Rồi, hoành là 36 và hết cành bay luôn chưa. 1m52. Rồi, cần bay của nó là 1m52 nha anh em. 1m25. 1m25, 1m25 anh em ơi. Giá là chỉ 10 số 13, có giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc, cây rất là độ già, rất là khó nha anh em. Già chừng nào thì nó mốt méo cho nè anh em ơi. Cái này không phải là cái này chỗ này không phải là bọng nha anh em. Cái này tại cái thân cây khế nó bị mốt nó lên nu nó mốt méo nó vặn vẹo chứ không phải là bọng nha anh em. Rồi. Rồi tiếp tục mã số là 14 có giá 1.500.000 anh em.
Cây này cũng lại là một cái dáng long nữa nha anh em. Bữa nay cái lô của em về dáng long là cũng hơi nhiều nha anh em ơi. Cái hoành là 26. Rồi, từ từ kia. Rồi đo đo cái hoành lại em coi cái chưa. Rồi hoành là 26 nha anh em ơi. Rau đó vậy là 1m27. Mã số 14 với giá là 1.500.000 bao xí toàn quốc anh. Rồi, tôi gấp vòng luôn chưa. Cây dáng long rất đẹp nha anh em ơi. Rồi, tôi gấp vòng chưa. Rồi, rồi, tiếp tục mã số 15 anh em ơi. Mã số 15 có giá 1.400.000. Cây này là một hình thân thú nha anh em. Nó vừa hình thú mà nó cũng vừa là dáng long luôn anh em. Cây này nó cũng rất là quái, hai cành này nó dính lại giống như cái quai sách vậy anh em ơi. Do chiều dài gì là ha. Mình thú nằm giữa là chưa? Mình đâu? Đây hả? Đó anh giữa kìa, giữa của cái mình đó. Ừ. Hoành là 23. Chiều cao là 1m06. Mã số 15 có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc hay gì? Cây này nó rất là quái cây nghe nè. Cây dạng hàng này hàng quái. Một cây khế gân rất là già, hình giống như một con thú nằm dài anh em. Ở trên đó thì thân mẹ nó dán xuống thì rất lượng giống như một cái rồng ở trên nó sạc xuống anh em. Rồi rồi tiếp tục mã số 16 có giá là 2.500.000 anh em. Cây này một cây trực bay đẹp, rất là đẹp nha anh em, rất là già, một cây trực bay. Rồi ngưng, rồi cho nó hoành luôn chơi. Cái hoành là 34. Rồi, cái hoành là 34 nha anh em. Rồi, chiều dài ở đây là 1m02. Rồi, chiều cao của cây trực đứng luôn chưa? Cây đứng này là 75. Rồi, cho dắp vòng luôn. Mã số 16 có giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc. Cây này nó già, đâu là trái nó mọc tới đó nha anh em. Nó rất là trái, rất là nhiều, cây rất là già. Cây rất là già cây nha anh em. Nó nhìn độ già của cây rất là già. Rồi, cho dắp vòng xe. Rồi, rồi tiếp tục mã số 17 anh em. Có giá 1.300.000 anh em. Một cây có cây cái gân bình minh nha anh em ơi. Cây rất là già. Rồi cái cụm gì là 67. Rồi, một cây đại diện luôn. Cây đại diện này là 23. Cây này là 30. Chiều cao là 94. Mã số 17 có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc hay gì? Chỉ có 1.300.000 thôi nghe nè. Cây quá già nè mày. Anh em thấy trái không? Rồi cho dắp vòng chơi. Rồi ngưng. Rồi tiếp tục mã số 18 anh em ơi, có giá chỉ 1.400.000 thôi. Cái này là chân cành có đầy đủ cho nha anh em, chỉ ra là thành cây kiển thôi. Em là thích trồng phong thủy rồi đó. Hai cây gì là 39. Rồi cây này là 22. Cây này là 25. Chiều cao là 1m11. Mã số 18 có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc hay gì? Cây rất là già cây nha anh em. Rồi đó thôi. Rồi tiếp tục mã số 19 có giá là 2.500.000 nha anh em. Cũng là khế gân luôn nha anh em ơi. Cây này có chân cành đầy đủ này, cây này người ta đã anh em đã có chơi cũng lâu năm rồi nha anh em. Bởi vì cây nó từ trên xuống dưới nè anh em thấy không? Cây rất là rồi cho từ từ thôi chứ ạ.
cây rất là dài. Rồi cái gấp vòng chưa, lên gần gú cho nghe nè, nó giống như là này, giống như cây này giống như đống san hô vậy đó. Nguyên cụm là 1m01, rồi dòng eo là 31, rồi chiều cao là 1m16, mã số 19 với giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc hay gì. 2.500.000 anh em ơi, một cây khế gân giá là 2.500.000. Cái này nó dài đến đỏ cũng lớn thành như là san hô hết cho nghe anh em. Rồi rồi tiếp tục mã số 20 anh em ơi, có giá 1.500.000 anh em. Mã số 20 có giá 1.500.000. Hoàng đế nó quái lắm nha anh em. Đó, đế nó vậy đó. Rồi. Cái hoành là 61. Eo. Eo là 32. Chiều cao là 1m15. Mã số 20 có giá là 1.500.000 bao ship toàn quốc hay gì? Rồi, 1.500.000 thôi nha anh em. Rồi, cái giáp vòng chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục mã số 21 anh em này, có giá 1.600.000 nha anh em. Cũng lại là một cây long gián đó nha anh em. Một cây long gián luôn. Rồi, anh em thấy là nó gan như rồng ở trên rồi nó sạc xuống nha anh em. Rồi. Cái hoành gì là 66. Bỏ cây ngoài đi, bỏ cây ngoài. Ừ. Rồi, vậy là 57 anh em. Rồi. Một cây đại diện nó luôn kia, cây thôi. Cây này là 26. Rồi, hết chiều cao luôn. Chiều cao đon tới thì là 1m28. Để như màu là 1m3 đó nha anh em. Chiều cao khoảng 1m3. Nó mới giống một cây một con rồng ở trên rồi sạc xuống nha anh em. Rồi cho giáp vòng luôn chưa? Mã số 21 có giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc hay cái gì? Cứ gọi là 0955 86 86 00 có Zalo luôn. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 22 có giá 1.600.000 anh em ơi, cũng lại một cây long gián nữa anh em ơi. Cái quạnh gì là 100 hay gì, cái cũ nó rất là đậm đặc nha anh em. Dòng eo là 28 hay gì nè, anh em thấy cái cũ nè, chỗ này nó giống như là đá nha anh em, nó già nó giống như là đá luôn rồi đó. Dòng eo là 30. Rồi. 30-28 gì cũng được. 1m21. Mã số 22 có giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc hay gì? Cái này nó lên san hô hết trơn anh em ơi, lên đá hết trơn rồi, nó già đổ như là đá luôn rồi đó nghe nè. Rồi, rồi thôi. Rồi tiếp tục mã số 23 anh em ơi. Mã số 23 có giá cũng là 1.600.000 luôn nha anh em. Rồi. Eo là 32. Rồi, eo 32. Chiều cao là 85. Mã số 23 có giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc không gì. Đế rất đẹp nha anh em. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 24 anh em ơi, có giá là 2.500.000 nha anh em, cũng lại là một cây gián long nữa nha anh em. Cũng là một cây gián long luôn. Mà dưới này nó giống như hình con thú nha anh em. Giống như một hình một con thú nằm. Rồi, có cái hình thú nằm dài luôn chưa? Chiều dài gì là 32 không vậy? Rồi, hình thú luôn, ôm cổ luôn. Cái hoành là 29. Rồi. Chiều cao gì là 1m28. Mã số 24 có giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc nghe gì. Rồi, đó thôi được. Rồi tiếp tục mã số 25 có giá 1.300.000 anh em. Một cây dáng nghiêng nha anh em. Một cây dáng nghiêng cũng là khí gân bình minh luôn anh em.
Số điện thoại của em là 0985 86 86 00 nghe anh em. Cái hoành là 28 cái gì? Rồi, số chiều hết chiều cao luôn. Chiều cao là 1m33 cái gì? Rồi, cái giáp vòng cái gì? Mã số 25 cái giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc cái gì? Hoành nhiêu kia? Hoành nãy quên. Cái hoành là 28. Rồi, hoành là 28 luôn anh em ơi. Chiều cao là 1m33. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 26 anh em ơi, cũng lại là dáng long luôn anh em. Cây này mình trồng theo phong thủy rồi, trước nhà rồi này kia là lấy là lọc hên nha anh em ơi. Mã số 26 có giá là 2 triệu chẳng hay gì. Rồi, mã số 26 có giá là 2 triệu đồng anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Tổng gì là 48 cái gì. Dòng eo gì là 30 cái gì. Rồi, dòng eo 30 luôn. Chiều cao là 1m27 cái gì. Rồi, chiều cao là 1m27 nha anh em ơi. Số 26 giá là 2 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn. Khế già là khá về nha anh em. Cây này nói chung là già là em bao già luôn đó nha anh em. Dữ lắm nó già. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 27 có giá 1.300.000 nha anh em. Bữa nay em về cái lô cây này kêu già mà quái được không nha anh em. Một cây khế gân. Tổng hoành gì là 43 cái gì? Rồi. Một cây gì là 22. Rồi. Chiều cao là 1m. Chiều cao là 1m1 thôi vậy. 1m1 á. Mã số 27 có giá là 1.300.000 nha cái gì. Chiều cao là 1m1. Rồi, đó thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 28 anh em ơi, có giá là 2.500.000 nha. Cái này gian như một cặp rồi giờ giá long nó nha anh em. Cái này gọi còn gọi là sông long đó nha anh em. Một cặp nó đi cái giọng điệu quyện nghe rất là đẹp nha anh em. Thì rất là quái cây. Cái hoành là 46. Rồi, hoành là 46 luôn. Cây này là hai cây này nó dính vào cụm đặc luôn nha. Cây đại diện là 30. Rồi, chiều cao luôn chứ. Chiều cao là đó đây là 1m26 là bấy nhiêu, 1m46 đó. 1m46 nghe anh em, lại đứng đo nó không tới nghe anh em ơi. Mã số 28 giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc. Một cặp sông long nghe anh em. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 29 anh em ơi, có giá là 900.000 nghe anh em. Bao ship toàn quốc luôn nghe anh em ơi. Cây này nó cũng rất là già, rất quái nha nè. Cái hoành gì là 34. 34 hoành, rồi hết chiều cao. Chiều cao là 81. Rồi giá chỉ 900.000 nha anh em. 900.000 bao ship toàn quốc anh. 900.000 anh em ơi. Rồi cho giáp vòng chưa? Rồi. Rồi tiếp tục mã số 30 cũng là cuối clip của ngày hôm nay nha anh em. Một cặp song thụ nha anh em. Có giá là 2.700.000. Em bao ship toàn quốc lên nha anh em. Rồi cho xin hoành luôn chưa? Hoành đế là 68. Hoành gì là. Rồi. 50. 50 anh em ơi. Cụm này là đặt luôn nha anh em. Cái này là cái khối nguyên khối này là đặt hết chứ không có gời gợt cho nghe anh em, mà nguyên khối đặt luôn. Cây đại diện là 29. Chiều cao là 93. Mã số 30 có giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc không gì. Rồi. Rồi cuối clip em cũng xin cảm ơn quý khách gần xa trong thời gian qua đã ủng hộ của kênh của em rất là cảm ơn nha anh em. Cây của em mình là về là toàn là cây già không nha anh em. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại.